Shin Min-a, cửu vĩ hồ không tuổi và mối tình thầm lặng đáng ngưỡng mộ với Kim Gu-bin. Shin Min-a tên thật là Yang Min-a, cô sinh năm 1984. Năm 1998, cô bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò là một người mẫu cho các tạp chí tuổi teen. Với ngoại hình vừa trong trẻo, xinh đẹp, lại phảng phất vẻ quyến rũ của thiếu nữ, cô còn được mời đóng minh họa trong các MV ca nhạc. Sở hữu ngoại hình cuốn hút, Shin Min-a nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và sớm được khán giả yêu thích. Cô chính là nàng thơ trong rất nhiều MV của G.O.D, nhóm nhạc thần tượng được yêu thích nhất thập niên 1990. Ngoài việc tham gia vào các MV ca nhạc, nữ diễn viên còn đóng rất nhiều quảng cáo. Năm 2001, cô chính thức bước chân vào nghề diễn xuất. Hai bộ phim đầu tay của cô ở mảng truyền hình là Volcano High 2001 của đạo diễn Kim Tae-kyun và Những ngày đẹp trời của đài SBS đóng cùng với Lee Byung-hun và Choi Ji-woo. Shin Min-a bùng nổ diễn xuất trong Bạn gái tôi là Hồ Ly. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, cuối cùng sự nỗ lực của Shin Min-a cũng được đền đáp xứng đáng. Tác phẩm đã làm nên tên tuổi của cô là Bạn gái tôi là Hồ Ly Tinh 2010. Những năm tháng của tuổi 20, cô vẫn chăm chỉ đi đóng phim và dần cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất. Nữ diễn viên đảm nhận đa dạng vai diễn với những nét tính cách khác nhau chứ không bó buộc trong bất kỳ tạo hình cố định nào. Năm 2010, Shin Min-a thực sự bùng nổ bằng vai nữ chính trong Bạn gái tôi là Hồ Ly, đóng cùng với Lee Seung-gi. Tuy xuất thân là một người mẫu, nhưng bằng nỗ lực và sự chăm chỉ của bản thân, diễn xuất của cô đã ngày càng tiến bộ. Cô vào vai một nàng hồ ly, dẫu sở hữu nguồn sức mạnh vô song nhưng lại mang một trái tim trong sáng, lương thiện. Thông qua nét diễn đầy tự nhiên, ngây thơ và không kém phần tinh nghịch, cô vào vai hồ ly Gumiho bị phong ấn trong một bức tranh cổ. Sở hữu những năng lực siêu phàm mà người thường không có được, nàng hồ ly với sức mạnh phi thường như chạy nhanh, nhảy cao và khả năng cảm nhận mùi hương có 102. Sau khi được nam chính giải phong ấn, Gumiho luôn khao khát được sống như một con người bình thường. Tuy nhiên cô lại sợ đến những nơi có nước và ngoại hình sẽ bị biến đổi nếu không có tiên đan hỗ trợ. Gumiho theo chân nam chính đến với cuộc sống văn minh của loài người. Nét tinh nghịch, nhí nhảnh và đáng yêu của nàng hồ ly ngây thơ khi bước vào một môi trường sống mới đã được Shin Min-a thể hiện xuất sắc. Chuyện tình giữa hai người có nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, từ vui tươi hài hước đến những phân đoạn trầm tĩnh, sâu lắng. Cuối cùng, sau bao gian nan cách trở, nàng hồ ly xinh đẹp cũng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu. Tỷ suất người xem của bộ phim không ngừng tăng sau khi được phát sóng nhờ kịch bản mới lạ, nội dung phim hấp dẫn phù hợp với thị hiếu của khán giả. Sự nghiệp của nàng cáo sau thành công của Bạn gái tôi là Hồ Ly. Sau thành công của Bạn gái tôi là Hồ Ly, tên tuổi Shin Min-a ngày càng được công chúng biết đến nhiều hơn. Đây là một cú hích lớn, một cột mốc quan trọng trong con đường hoạt động nghệ thuật của cô nàng. Sự nghiệp của Shin Min-a thăng tiến rõ ràng, cô liên tiếp nhận về hợp đồng quảng cáo cho các hãng mỹ phẩm nổi tiếng và trở thành gương mặt quen thuộc trên khắp các bìa tạp chí. Shin Min-a là một trong số ít những chân dài được đánh giá cao về diễn xuất. Cùng với thăng tiến về sự nghiệp thì nhan sắc của cô cũng ngày càng lên hương. Sau thành công rực rỡ của Bạn gái tôi là Hồ Ly, sự nghiệp của Shin Min-a nở rộ. Cô tham gia hàng loạt các dự án điện ảnh mới, có thể kể đến nhiều bộ phim đình đám như Arang Sử Đạo Truyện 2012, Cô Dâu Nổi Loạn 2014, Nữ Thần Của Tôi 2015. Sớm nổi tiếng, nhưng sự nghiệp của cô dường như không có thêm sự đột phá nào sau Bạn gái tôi là Hồ Ly 2010. Mong rằng những tác phẩm tiếp theo, người đẹp sẽ gặt hái được nhiều thành công. Dựa vào năng lực của chính mình mà bước đi, hy vọng trong các bộ phim mới, diễn xuất của nàng hồ ly xinh đẹp sẽ gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Chuyện tình âm thầm lặng lẽ mà bền chặt. Chuyện tình của các nghệ sĩ luôn tốn nhiều giấy mực của giới báo chí và Shin Min-a cũng không ngoại lệ. Cặp đôi Shin Min-a Kim Gu-bin xác nhận hẹn hò vào năm 2015, tính đến nay cặp đôi đã có 6 năm bên nhau. Vượt qua sự phản đối, quay lưng của người hâm mộ cũng như vượt qua giai đoạn khó khăn bệnh tật, họ vẫn ở cạnh nhau thật yên bình. Cặp đôi là minh chứng cho tình yêu đẹp giữa làng giải trí nhiều thị phi. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với thành công trong bộ phim Người Thừa Kế, Kim Gu-bin phát hiện ra anh mắc bệnh ung thư vòng họng. Năm 2017, mới 28 tuổi, Kim Gu-bin đối diện với căn bệnh hiểm nghèo và nỗi sợ của nhiều người dân Hàn Quốc. Nhưng nam diễn viên sinh năm 1989 không chấp nhận đầu hàng số phận. Anh dẹp bớt công việc, tập trung điều trị và tuyên chiến với căn bệnh ung thư đáng sợ. Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, Kim Gu-bin đã giấu tất cả mọi người, kể cả Shin Min-a. Shin Min-a chỉ hay tin về căn bệnh của Kim Gu-bin qua truyền thông, nhưng cô không trách cứ anh vì cô hiểu nỗi sợ, áp lực mà Kim Gu-bin phải chịu đựng lớn thế nào. Trong suốt thời gian bạn trai trị bệnh, Shin Min-a nói với bạn bè rằng tôi đang giúp Kim Gu-bin cảm thấy tốt hơn trong quá trình điều trị. Shin Min-a cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong 2 năm bạn trai dừng đóng phim để tập trung trị bệnh. Bạn bè thân thiết của cặp đôi cho biết Shin Min-a là người đồng hành của Kim Gu-bin trong những lần anh tới bệnh viện điều trị, thăm khám. Với nghị lực phi thường cùng sự động viên của Shin Min-a, Kim Gu-bin đã khỏe mạnh trở lại. 2 năm sau khi điều trị ung thư, Kim Gu-bin giờ đây đã khỏe mạnh và đang dục dịch quay lại với các hoạt động trong làng giải trí. Họ được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí xứ Hàn.
Vậy nên tin tức hai người dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2021 khiến khán giả nức lòng chờ đợi. Người hâm mộ mong chờ Kim Goo Bin sẽ có màn tái xuất đột phá sau một thời gian ngừng hoạt động. Sẽ thật tuyệt vời nếu Shin Min Ah và Kim Goo Bin kết hợp trong dự án mới. Chính vì vậy, khi có thông tin rằng hai người sẽ lần đầu hợp tác với nhau trong sản phẩm phim mới Our Blues, đây là bộ phim được chắp bút bởi biên kịch nổi tiếng No Hee Kyung, không ít người hâm mộ tỏ ra hào hức mong ngóng. Nhưng cũng có một luồng thông tin khác cho hay, trong phim còn có sự tham gia của Ha Ji Min và Lee Byung Hun. Kim Goo Bin sẽ đóng cặp cùng bạn diễn Ha Ji Min, còn Shin Min Ah sẽ thành đôi với Lee Byung Hun. Nếu đây là sự thật, thì Shin Min Ah và Kim Goo Bin sẽ không thể thành đôi trong phim, một điều cực kỳ tiếc nuối cho người hâm mộ của cả hai. Bởi lẽ, ai cũng hy vọng được nhìn thấy cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau dù chỉ là trên phim. Từ việc bị phản đối và người hâm mộ quay lưng, đến nay công chúng đã bắt đầu yêu mến cũng như quan tâm đến Shin Min Ah và Kim Goo Bin nhiều hơn. Đó là tín hiệu đáng mừng đối với cả hai và Shin Min Ah nói riêng. Điều này chứng tỏ cô nàng vẫn đang tạo được sức hút đáng kể trong lòng khán giả. Mong rằng trong tương lai, các dự án mà nàng Cửu Vĩ Hồ tham gia đều sẽ đạt kết quả tốt đẹp.